Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Tuyến Văn Hóa TV. Theo thống kê, huấn luyện viên Erik ten Hag đã chi tới 600 triệu bảng để tăng cường lực lượng trong 2,5 năm ở Man United. Đây là chiến lược gia chi tiêu nhiều tiền nhất trên thị trường chuyển nhượng thời hậu Sir Alex. Tuy nhiên, hầu hết các gương mặt được huấn luyện viên người Hà Lan mang về Old Trafford đều thất bại. Chúng tôi nói hầu hết bởi vì vẫn có những gương mặt chứng minh được giá trị của mình. Trước huấn luyện viên ten Hag, Ole Gunnar Solskjaer được Man United bơm nhiều tiền nhất, 441 triệu bảng. Tiếp đến là Jose Mourinho, 392 triệu bảng và Luis Van Gaal, 259 triệu bảng. David Moyes, người đầu tiên dẫn dắt Quỷ Đỏ sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, chỉ chi 65 triệu bảng để tăng cường lực lượng. Tính cả các thương vụ mượn, Man United đã chiêu mộ tổng cộng 21 tân binh trong 2 năm rưỡi dưới thời huấn luyện viên 10 khó. Có lẽ chỉ hai trong số này được gọi là thành công thôi. Họ là Eriksen và Lisandro. Thưa quý vị và các bạn, đâu đó còn có thêm Casemiro. Christian Eriksen xứng đáng được ghi nhận hơn vì đã nỗ lực và đấu tranh cho vị trí của mình khi nhiều người tưởng chừng như đã loại bỏ anh. 3 bàn thắng sau 6 lần ra sân ở mùa giải này cho thấy Eriksen vẫn có những giá trị của riêng mình, đặc biệt khi được bố trí xa hơn và giảm bớt trách nhiệm phòng ngự. Ở tuổi 32, anh vẫn cho thấy rõ kinh nghiệm và sự thẳng thắn của mình trong lối chơi. Trong khi đó, tuy hạn chế về mặt chiều cao, nhưng Lisandro Martinez vẫn cho thấy anh không hề dễ chịu một chút nào. MU bị ảnh hưởng ít nhiều khi Martinez vắng mặt trong thời gian dài vì chấn thương ở mùa giải trước. Song như thế vẫn là quá ít, 19 người còn lại thuộc diện vứt tiền qua cửa sổ hoặc đóng góp không tương xứng với giá trị của mình. Sau khi huấn luyện viên ten Hag bị sa thải, tờ The Sun đã bình chọn đội hình tệ nhất của chiến lược gia người Hà Lan mang về sân Old Trafford. Trong khung gỗ thủ thành dự bị, Bay India được xướng tên. Man United đã chi 4,3 triệu bảng để chiêu mộ người gác đền đến từ Fenerbahce. Thế nhưng huấn luyện viên ten Hag lại không hề đếm xỉa đến anh, kể cả cho những trận đấu cúp. Tính ra trong 2 mùa giải ở Man United, Bay India mới xuất hiện 2 lần trong các trận đấu với Newport County và Barnsley. Đến rạng sáng nay, sau khi ten Hag bị sa thải, tân huấn luyện viên tạm quyền Ruud van Nistelrooy mới trao cơ hội cho thủ môn này và anh đã không phụ lòng ông thầy của mình. Ở hàng thủ, Johnny Evans trở lại Man United theo diện chuyển nhượng tự do và thật hài hước, đây lại là một trong số những bảo đồng chưa ổn nhất. Kinh nghiệm và bản lĩnh của cầu thủ người Bắc Ireland đã giúp cho Man United nhiều lần vượt qua cơn bão chấn thương ở hàng phòng ngự. Có lẽ nếu không vì tuổi tác thì ten Hag còn trọng dụng Evans thêm nhiều hơn nữa. Sergio Reguilón là cái tên chỉ được mượn về từ Tottenham trong thời gian ngắn trước khi bị trả lại không thương tiếc. Đây là thương vụ rất khó hiểu, bởi trong thời gian thi đấu, sự nhiệt huyết của Reguilón là đáng trân trọng. Song ten Hag lại quyết định không muốn đứt anh. Cuối cùng thì ông sống chung với cảnh què hậu vệ trái bằng cách Diogo Dalot hoặc thỉnh thoảng là Maragui, hai hậu vệ phải về vị trí mà họ không hề quen thuộc. Matthijs de Ligt vừa được huấn luyện viên ten Hag mang về trong hè 2024 với mức phí là 42 triệu bảng từ Bayern Munich. Tuy nhiên, cầu thủ này cho thấy anh chỉ ngang tầm Harry Maguire, thậm chí trong nhiều tình huống anh không bằng Maguire. Sự máu lửa của de Ligt đáng ghi nhận. Tuy nhiên, anh cũng thỉnh thoảng mắc những sai lầm khá ngô nghê bởi những động tác thừa thãi của mình. Người còn lại, Malaysia, được huấn luyện viên ten Hag chiêu mộ từ Feyenoord với giá 15 triệu bảng. Tuy nhiên, hậu vệ cánh Hà Lan chủ yếu nằm trong bệnh viện dưỡng thương chứ không xuất hiện nhiều trên sân cỏ. Có thời gian thậm chí anh còn mất tích. Hồi tháng 4 vừa qua, các tờ báo còn làm ầm lên về sự mất tích của chính anh. Tuy nhiên, nguồn tin từ Manchester Evening News cho biết ngay trở lại của ngôi sao người Hà Lan đã có. Nguồn tin này nhấn mạnh Malaysia đã bị chấn thương đầu gối ở mùa giải trước. Ban đầu các bác sĩ đã điều trị bằng cách tiêm thuốc giảm đau, nhưng cuối cùng họ vẫn phải phẫu thuật. Nhiều thông tin cho rằng Malaysia đã phải sử dụng nạng sau chấn thương và dành thời gian ở Hà Lan để tập trung hồi phục. Hiện tại anh được cho là đã trở lại Manchester và chỉ có thể trở lại sân cỏ vào tháng 1 năm 2025. Khá xa đấy. Trên hàng tiền vệ, ten Hag đã từng rất thành công khi chiêu mộ cầu thủ đẳng cấp thế giới như Casemiro với giá 60 triệu bảng từ Real Madrid. Nhưng chẳng ai hiểu vì sao anh lại trở nên tầm thường nhanh đến như vậy. Từ mùa trước đến giờ, phong độ của Casemiro chỉ ở mức trung bình. Chẳng biết anh có ghét gì ten Hag hay không, mà rạng sáng nay khi ten Hag không còn tại vị, anh đá rõ là hay, thậm chí còn ghi cú đúp vào lưới Leicester City và một trong số đó là một bàn thắng đúng là đẳng cấp thế giới. Arabat, người từng được kỳ vọng sẽ hợp cùng với Casemiro trở thành một cặp tiền vệ rất lực ở giữa sân. Mỗi tội lại trở thành lực cọt. Arabat chơi rất hay tại World Cup 2022 trước khi tới Man United theo diện cho mượn với phí là 7,7 triệu bảng. Tuy nhiên, cầu thủ người Maroc thi đấu rất tệ ở nhà hát của những giấc mơ. Ngoài sự trâu bò thì Arabat không có chút tư duy chuyển bóng nào cả. Anh núi Mason Mount cũng được mang về với giá không hề rẻ, 60 triệu bảng từ The Blues. Nhưng giờ đây, anh giống như cục nợ của đội bóng, khi chấn thương thì triền miên và cũng chưa hẹn ngày trở lại. Do liên tục phải nằm viện, Mason Mount mới chơi 20 trận ở mùa trước, 5 trận ở mùa giải này và ghi một bàn. Cầu thủ 25 tuổi cũng thể hiện sự không tốt của mình khi vào sân và chắc chắn không xứng đáng với chiếc áo số 7 vốn được xem là đặc biệt và là huyền thoại ở Man United. Từ một tuyển thủ với tài năng trẻ hàng đầu nước Anh, Mason Mount dần đánh mất tất cả sau thương vụ chuyển nhượng địa chỉ từ London tới Manchester. Ở Euro 2024, huấn luyện viên Gareth Southgate thậm chí không gọi Mason Mount
dù anh từng dự Euro 2020 và World Cup 2022. Với tình hình hiện tại, dù từng là trò cưng của Thomas Tuchel ở Chelsea trước đây, thì chưa chắc Mason Mount đã được ông thầy người Đức triệu tập lên đội tuyển Anh. Nhưng Man United thì còn khổ hơn nhiều. Họ sẽ phải thanh toán khoản lương 250.000 bảng mỗi tuần cho Mason Mount mà chẳng nhận lại chút giá trị nào từ anh. Bây giờ đến việc bán áo thì cựu cầu thủ của Chelsea cũng không làm được vì cổ động viên chả có ai hào hứng mua áo của một cầu thủ chẳng mấy khi ra sân. Mason Mount đã tệ thì Anthony còn tệ gấp 10 lần. Đây chính là bản hợp đồng ăn hại nhất dưới thời Ten Hag. Cầu thủ này được Man United mua về từ Ajax với giá 100 triệu euro. Tuy nhiên, dấu ấn của Anthony chỉ là những tình huống múa may thừa thãi, thiếu hiệu quả chứ chẳng tạo ra tác động tích cực ở trên sân. Ban đầu tiền đạo người Brazil ra mắt thành công với 3 bàn thắng ở 3 trận gặp Arsenal, Man City và Everton. Mr. Kompa cũng trở thành cầu thủ Man United đầu tiên lập công trong cả 3 trận đầu tại Ngoại hạng Anh. Nhưng sau khởi đầu như mơ, đó là cơn ác mộng. Mùa giải 2022-2023, anh đánh mất phong độ và sự tự tin của mình, chỉ ghi 3 bàn trong 38 trận. Anh trở thành lựa chọn thứ 3 bên hành lang cánh phải sau Amad Diallo và Garnacho. Man United đang muốn bán cầu thủ hưởng mức lương 200.000 bảng mỗi tuần trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm 2025. Joshua Zirkzee vừa cập bến Man United từ Bologna với giá 36,5 triệu bảng mùa hè vừa qua. Ngay trận đầu tiên ra mắt trước Fulham vào ngày 16 tháng 8, Zirkzee đã ghi bàn sau khi vào sân từ bậc ghế dự bị. Người hâm mộ Manchester United đã rất kỳ vọng vào cựu cầu thủ của Bayern Munich khi anh ghi được 12 bàn và có 7 pha kiến tạo trong 37 lần ra sân cho Bologna ở mùa giải trước. Tuy nhiên, Zirkzee đã không có một thành tích ấn tượng cho Man United. Anh chỉ có 1 bàn sau 10 lần ra sân cho Quỷ Đỏ Thành Man. Mới đây, Casio Mercato đưa tin rằng AC Milan, Juventus và Roma đang theo dõi tình hình của Joshua Zirkzee tại Man United và sẽ đưa ra lời đề nghị ký hợp đồng với anh trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Milan cũng từng rất muốn ký hợp đồng với Zirkzee trong kỳ chuyển nhượng mùa hè nhưng thất bại trước MU và họ có thể sẽ quay trở lại thuyết phục anh một lần nữa. Trong khi đó, tân thuyền trưởng của Juventus Thiago Motta cũng muốn tái hợp với cậu trò sau thời gian hợp tác thành công ở Bologna trong 2 mùa giải. Người cuối cùng đó là Vigos, cầu thủ tỏ ra khá vùng về trên hàng công và nhanh chóng phải cuốn gói rời Old Trafford sau 6 tháng. Tiền đạo Nghệ Lan chỉ ghi 2 bàn trong 31 trận chơi cho Man United ở nửa cuối mùa giải 2022-2023. Huấn luyện viên người Hà Lan quyết định trả tiền đạo người đồng hương với Burnley sau khi hết hợp đồng cho mượn, dù đánh giá cao về khả năng đóng góp cho lối chơi. Vigos sang Đức chơi cho Hoffenheim mùa trước rồi trở lại Hà Lan qua áo Ajax. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại video câu chuyện ngày hôm nay của Tuyển Văn Hóa TV. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên bấm subscribe kênh YouTube Tuyển Văn Hóa TV, nhớ bấm chuông để nhận về cho mình những câu chuyện và video mới nhất về những vấn đề nóng hổi của bóng đá trong nước và quốc tế. Xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.